Dù chính phủ đã có công điện triển khai xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán lẻ xăng dầu, song tại tỉnh Hưng Yên tỷ lệ này còn thấp. Nguyên nhân được các doanh nghiệp đưa ra là do gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật và chi phí. Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phối hợp với cơ quan thuế thu hồi giấy phép kinh doanh những doanh nghiệp chưa triển khai việc xuất hóa đơn điện tử ngay trong tháng 3 này. Mặc dù mới đi vào hoạt động từ năm 2021 với quy mô 6 cột bơm, song chỉ có 4 cột bơm hoạt động. Hiện đại là vậy, tuy nhiên thì để tích hợp với phần mềm bán hàng thì doanh nghiệp này sẽ phải đầu tư từ 30 đến 40 triệu đồng cho mỗi cột bơm thì mới có thể tương thích với phần mềm bán hàng và xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán hàng. Tuy nhiên, số tiền này với doanh nghiệp trong thời điểm này vẫn rất khó khăn bởi 2 năm qua, tình hình kinh doanh xăng dầu gặp rất nhiều khó khăn. Chi phí cho việc vận hành, nhân viên, mặt bằng cũng như các hạ tầng khác của đơn vị vốn đã là con số lớn so với doanh số và lợi nhuận chiết khấu bán ra trong bối cảnh tình hình xăng dầu thế giới khan hiếm thời gian qua. Doanh nghiệp luôn phải căn cơ các khoản chi phí để có thể duy trì kinh doanh. 2 năm vừa rồi thì dịch Covid, kinh tế, thị trường nó suy thoái thì là toàn bị lỗ mấy cả thâm hụt thôi. Về chủ trương thì chúng tôi sẽ nhất trí nhưng mà chúng tôi cần phải thời gian để thực hiện, còn có huy động vốn để còn ổn định sản xuất kinh doanh. Theo các doanh nghiệp, để vận hành hệ thống điện tử, đòi hỏi công nghệ nền tảng của mỗi cây xăng phải đáp ứng được việc tự động xuất hóa đơn điện tử. Hiện tại, các doanh nghiệp có thể ghi nhận số liệu từng lần bơm và kết nối đến hệ thống giám sát của Cục Thuế. Còn lại để xuất hóa đơn trực tiếp cần hỗ trợ qua phần mềm phải đi mua và thuê thêm công nhân. Các chi phí phát sinh có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, chưa kể chi phí xuất ra cho từng lần in bán hàng. Hiện tại thì công ty chúng tôi cũng đã bắt đầu triển khai và trong cái quá trình triển khai cũng đã gặp một số vướng mắc và khó khăn như là đơn giá để sử dụng cái phần mềm quản lý hóa đơn. Hiện tại thì giá thành cũng rất là cao, đã có nhân công để bán lẻ xăng dầu rồi, sau đó lại thêm một nhân công để xuất cái hóa đơn đấy thì chi phí nhân công nó sẽ tăng thêm một phần. Ngoài ra những người dân đổ nhỏ lẻ ví dụ như 20.000, 30.000 hoặc 50.000 thì họ cũng không có nhu cầu lấy hóa đơn. Khó nhưng phải tháo gỡ để thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngay trong tháng 3, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức hội nghị triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích và sự cần thiết của hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Cùng với đó, giới thiệu và hướng dẫn các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để doanh nghiệp lựa chọn cho phù hợp. Tính đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên có 54 trên tổng số 202 doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán, đạt tỷ lệ khoảng 27%.